Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và cả nhà cũng thấy rằng là trong khoảng thời gian vừa qua thì Nhân rất là ít lên video. Bởi vì rằng là Nhân rất là bận với cái công việc mở cửa hàng của mình. Và cửa hàng gì thì chắc có lẽ là cả nhà cũng đoán một phần nào rồi. Và trong suốt gần 3 năm vừa qua, Nhân đi tìm hiểu nè, rồi Nhân nghiên cứu về những sản phẩm của Trầm Hương á. Và cho tới thời điểm bây giờ thì Nhân đã nắm vững cái kiến thức liên quan đến những sản phẩm về Trầm Hương. Vì vậy mà Nhân quyết định là mở một cái cửa hàng để mà trưng bày rồi bán những cái sản phẩm liên quan đến Trầm Hương. Và ngày hôm nay Nhân sẽ chia sẻ cái cửa hàng nho nhỏ của mình để quý vị khán giả nếu như mà có dịp về thành phố Nha Trang á, thì ghé lại cửa hàng của Nhân để uống trà cũng như là ủng hộ những cái sản phẩm liên quan đến Trầm Hương. Và bây giờ mời cả nhà vào bên trong để tham quan nhé. Đây cả nhà, tất cả những cái bảng hiệu hay là những cái gì trang trí ở bên trong cửa hàng của Nhân là Nhân đều thiết kế hết. Và ở bên đây khi mà cả nhà đi ngang qua nhìn lên cái tấm bảng hiệu này sẽ thấy cái logo của Nhân, đó là Nhân Gà Vlog, và có cái hình đại diện của Nhân luôn. Và ở thành phố Nha Trang á, thì có duy nhất một cái cửa hàng này là cửa hàng bán Trầm Hương của Nhân thôi cả nhà. Và bây giờ mời cả nhà vào bên trong để tham quan. Rồi, chào em. Và đây là toàn bộ không gian ở cửa hàng bán Trầm Hương của Nhân. Và cách đây 3 ngày trước á, là Nhân đã khai trương cửa hàng rồi. Mà cái việc khai trương của Nhân á, nó cũng diễn ra rất là âm thầm, cho nên là Nhân cũng không có chia sẻ cái cảnh mà khai trương của cửa hàng mình. Bởi vì là Nhân tính mình thì không muốn có ồn ào gì cả. Và đặc biệt là cũng kinh doanh về Trầm Hương, một cái mặt hàng mà liên quan tới vấn đề tâm linh. Cho nên Nhân cũng mong muốn là mình sẽ khai trương một cách rất là nhẹ nhàng thôi. Và ngày hôm nay thì chính thức là buôn bán, cho nên Nhân sẽ chia sẻ cái không gian mà bán trầm của mình để quý vị khán giả có thể biết thêm. Và ở đây có rất là nhiều những cái sản phẩm. Nhân chắc chắn rằng thì có nhiều khán giả cũng đã tìm hiểu về Trầm Hương rồi, nhưng mà ngày hôm nay Nhân chia sẻ video này lên để một số khán giả chưa từng tìm hiểu về Trầm Hương thì sẽ biết thêm về Trầm Hương là gì và giá trị của nó mang lại như thế nào. Và sẽ cho cả nhà xem cái cảnh quan cái không gian cửa hàng một xíu. Cửa hàng của Nhân thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi cả nhà. Nhân thuê một cái căn nhà trống, sau đó là mình tự lên thiết kế, rồi Nhân setup tất cả mọi thứ ở đây đều tự mình lên ý tưởng hết. Với một không gian nhỏ như thế này thì Nhân nghĩ nó phù hợp với lại cái không gian mà mình mong muốn, bởi vì là nó sẽ không gian trầm á. Trầm thì không gian nó càng nhỏ thì nó sẽ càng thơm và nó càng ấm cúng nữa. Khi mà cả nhà đến với cửa hàng của Nhân thì sẽ được chiêm ngưỡng rất là nhiều những sản phẩm về Trầm Hương. Ở đây Nhân xin chia sẻ một xíu thì những cái khối trầm cảnh nho nhỏ như thế này cả nhà rất là dễ thương. Nếu như mà cả nhà có thờ ông địa thì để những cái khối trầm cảnh nhỏ này vào cái chỗ ông địa ông thần tài cũng may mắn nha. Hoặc là để ngay cái chỗ xe ô tô á. Rồi, cho cả nhà tham quan một xíu trầm nụ. Hơn 2 năm qua thì những cái sản phẩm của Nhân đến với khán giả đa số là nhang với lại trầm nụ. Và ngày hôm nay thì có rất là nhiều những cái khối trầm cảnh rất là giá trị và nó cũng rất là đẹp. Nhân cũng mong muốn rằng là sắp tới thì quý vị khán giả sẽ ủng hộ những cái sản phẩm này. Những sản phẩm mà Nhân sưu tầm nó cái giá trị của nó cũng đặc biệt hơn so với những cái khối trầm khác cả nhà. Bởi vì là nó phù hợp với lại cái nhãn quan của mình á, mình nhìn mình cảm thấy nó có một cái gì đó rất là lạ, cho nên là Nhân mới sưu tầm những cái đó. Thì vẫn như thường lệ thôi, cũng giống như những cái cửa hàng trầm hương khác thì Nhân sẽ bán chuỗi nè, vòng, rồi những cái lắc như thế này. Để Nhân chia sẻ một xíu, đây là một cái sản phẩm chuỗi 5 ly.
Thường thì người ta làm chuỗi, người ta sẽ làm chuỗi là 108 hạt nha cả nhà. Nhưng mà riêng Nhân thì Nhân làm thêm cái chuỗi 216 hạt nữa. Bởi vì có một số anh chị mong muốn rằng là mình quấn nhiều vòng lên trên tay. Với một cái chuỗi 216 hạt như thế này thì có thể quấn được 6 vòng lên trên tay. Nhìn rất là cá tính. Hoặc nếu anh chị nào mà muốn gọn hơn một xíu thì mình sẽ lấy cái chuỗi 108 hạt mà 5 ly này, mình quấn khoảng 2 vòng thôi cho nó sẽ nó gọn hơn so với những cái vòng mà nó dài dài như thế này. 5 ly, 6 ly, 7 ly và 8 ly có rất là nhiều kích thước. Ngày hôm nay thì Nhân chưa có trưng bày cái chuỗi 10 ly cả nha. Cái chuỗi 10 ly á, để dành cho mấy cô chú Phật tử á, niệm Phật. Vì cái chuỗi 10 ly á, nó khá là dài, nó phù hợp để niệm Phật. Ngoài chuỗi ra thì có vòng đơn. Vòng đơn nhỏ nhỏ như thế này 10 ly. Nữ đeo cũng được mà nam đeo cũng được. Nếu mà anh chị nào mà có cổ tay nhỏ nhỏ giống như tay Nhân là đeo được 10 ly nè. 10 ly, 12 ly, 14, 16, 18. Và nếu mà anh chị nào mà cá tính thêm một xíu nữa thì sử dụng những cái lắc như thế này. Những cái lắc như thế này nó có một cái lợi thế rằng là khi mình làm á thì mình sẽ giữ được cái lớp áo dầu rất là nhiều thế này. Và mùi của nó rất là thơm. Đây là vòng thô 8 ly dành cho nữ cả nha. Rất là cá tính. Vòng thô 8 ly, vòng thô 10 ly. Bên đây là có vòng trúc nè. Đây là lưu thống, hạt lưu thống. Đó là những cái sản phẩm liên quan tới vòng đeo tay, chuỗi đeo tay. Và trong cửa hàng của Nhân tuy là nhỏ nhưng mà Nhân cũng trưng bày khá là đầy đủ những cái sản phẩm về trầm hương. Và phía góc bên đây thì Nhân sẽ chia sẻ những cái khối trầm cảnh cho cả nhà nha. Khối trầm cảnh này á, những khối trầm cảnh này thì giá trị của nó rất cao, cho nên là nó cũng rất là kén người sử dụng. Và để mà làm được một cái khối trầm cảnh như thế này á, là đòi hỏi là cái người thợ mà người ta xỉ cả nhà. Người ta xỉ trầm á, người ta xỉ nguyên một cái cây ra thì mới được một cái khối trầm nhỏ như thế này. Cho nên là giá trị của nó cũng rất là lớn. Nhân sẽ cho cả nhà xem gần một cái khối trầm cảnh. Nó gần như là nó ăn bông mấy gốc này cả nhà. Dân gian người ta có cái câu là nhất kỳ nhì bông. Trầm mà nó ăn bông á thì nó chỉ xếp thứ hai sau kỳ nam thôi, cho nên là mùi của nó rất ngọt. Những khối trầm cảnh á, thì nó sẽ phù hợp cho chúng ta để ở ngay bàn làm việc hoặc là để trong phòng khách á, nó sẽ mang lại một cái giá trị về mặt tâm linh. Cả nhà có thấy cái khối cảnh này không? Đây là cái khối cảnh mà Nhân giữ nguyên cái phần rễ này. Khi mà đào lên là vẫn còn đất cả nhà. Đất vẫn còn dính lên trên cái phần rễ cây. Và cái cây này là tuổi đời của nó cũng khá là già rồi. Khi mà mình xỉa cả cây thì chỉ lấy được cái phần rễ thôi, thì nó mới ăn những cái lớp trầm như thế này. Và Nhân rất là thích cái khối này vì cái lý do là nhìn cái khối trầm á, nó giống như nó mang lại cho gia chủ một cái sức mạnh cả nhà. Cái tư thế của nó rất là vững chắc. Nếu như mà anh chị nào mà làm doanh nhân á, thì có thể để cái khối trầm này ngay cái bàn làm việc của mình á, nó sẽ thể hiện cho mình một cái sức mạnh mà rất là kỳ lạ. Khi mà Nhân thấy cái khối trầm này á, là Nhân phải chốt ngay, không thể nào mà từ chối được. Vì vậy mà Nhân cũng muốn chia sẻ cho quý vị khán giả những cái mặt hàng mà Nhân thích. Tất cả những cái hàng mặt hàng ở đây á, là Nhân thích thì Nhân mới đem trưng bày ở đây cả nhà. Và Nhân đi rất là nhiều những cái nơi mà người ta trồng trầm hương á, mà người ta trồng trầm hương mà người ta không có cấy vi sinh vào cây á, thì tuổi đời của những cây đó là có cây nó lên đến 40 năm rồi. Và để nó tự nhiên như thế mà Nhân đi khoảng 40-50 cây không có một cây nào có trầm hương. Cho nên mới nói rằng là cái việc mà kiếm được những cái trầm hương mà nó hình thành tự nhiên á, nó rất là hiếm. Đôi khi là 10.000 cây mới có một cây có trầm. Và nhiều khi một cái triệu cây thì mới có một cây hình thành kỳ nam thôi.
Vì vậy mà cho nên là những cái sản phẩm về trầm hương á, lúc nào giá trị nó cũng cao là như vậy. Nó rất là khác xa với lại cây quế cả nha. Cây quế khi mà chúng ta trồng lên á, thì mặc định rằng là cây quế nó có mùi quế rồi. Còn khi mà chúng ta trồng cây gió bầu lên á, chúng ta kiếm trầm hương á, dường như là rất là khó khăn. Và có một cái điều đặc biệt khi mà cả nhà đến với cửa hàng của Nhân nha, thì nếu như mà khán giả nào mà mua sản phẩm mà đơn hàng từ 20 triệu trở lên á, thì sẽ tặng kèm một cái ví da thật nha cả nhà. Và cái ví này nó rất là ý nghĩa nha. Ví này Nhân cũng tự thiết kế và Nhân nhờ một cái bên họ làm thủ công á. Và ở đây thì Nhân để một cái lá bồ đề ở một cái góc của cái ví. Và bồ đề thì cả nhà cũng biết rồi, bồ đề thì nếu mà nói về đạo Phật á, thì người ta sẽ nói là tâm của chúng ta là tâm bồ đề. Cho nên là Nhân mong muốn rằng là quý vị khán giả nếu mà sử dụng cái ví của Nhân á, thì lúc nào cũng về hướng về Phật Pháp và hướng những cái điều thiện lành. Chỗ này thì logo Nhân cũng tự suy nghĩ ra luôn, là hình một chú gà và có một cái chữ N ẩn đằng sau con gà. Thì logo này nó tượng trưng cho Nhân gà này cả nhà. N là Nhân, hình con gà là chữ gà, để cả nhà dễ nhớ đến Nhân khi mà sử dụng cái ví này. Nếu mà quý vị khán giả nào mua đơn mà tầm 20 triệu thì sẽ có quà hết, là một cái ví. Có một số khán giả hay bình luận và hỏi Nhân là vì sao mà lại lấy cái tên là Nhân gà. Thì theo cái suy nghĩ cá nhân của mình á, thì Nhân nhìn những cái con gà, Nhân thấy rằng là những cái chú gà rất là siêng, là nếu như mà chúng ta không cho những chú gà ăn á, thì vẫn có thể tự đi bới rồi kiếm thức ăn. Cho nên là Nhân mong muốn rằng là cái tính cách của mình cũng là sẽ theo cái tính cách của những cái chú gà đó, là siêng năng, rồi cũng có sự sẻ chia ở trong đó nữa. Nếu mà cả nhà để ý thì những cái chú gà là khi mà đào bới lên á, thì vẫn san sẻ thức ăn cho những cái chú gà khác nữa. Nhân quan sát những chú gà và Nhân thích những cái điều đó. Đó là những cái sản phẩm vòng chuỗi rồi trầm cảnh. Và sản phẩm chủ đạo bên Nhân là nhang nha cả nhà. Một cái hộp nhang ở đây thì nặng nửa ký, có khoảng 400 cây, có thể là sẽ ít hơn 2 cây hoặc là có thể là nhiều hơn 400 cây. Và một điều đặc biệt về cái hộp nhang này, khi mà bán ra thì Nhân sẽ trích lại 10.000 từ những hộp nhang như thế này để vào quỹ từ thiện, và sau đó là đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hoặc là mình gom lại mình để dành á, rồi có thể xây nhà tình thương cho những hoàn cảnh đặc biệt không có khả năng lao động. Mình sẽ hy vọng rằng mình sẽ góp gió thành bão, bởi vì là 10.000 thì có lẽ là không quá lớn, nhưng mà nếu mà chúng ta góp gió lại thì nó sẽ rất là nhiều và nó sẽ có giá trị với một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cả nhà. Hy vọng rằng cả nhà sẽ liên hệ để mà ủng hộ những cái sản phẩm nhang trầm hương của Nhân. Để chúng ta làm được những cái chuỗi này hoặc là những cái vòng mà Nhân đeo trên tay như thế này thì không phải là những cái cây gió bầu nào hoặc là những cái khối trầm nào cũng có thể làm được vòng trầm cả nhà. Phải hình thành những cái khối mà nó đặc như thế này nè, chúng ta mới có thể tiện hạt hoặc là làm chuỗi được. Trong 10 cây thì đôi khi là có thể chọn được một phôi như thế này để có thể làm vòng thôi. Thì cả nhà cũng thấy đó, những cái khối trầm cảnh đó, nó rất là xốp và mỏng, thì chúng ta không thể nào mà tiện những cái hạt, những cái vòng trầm như thế này. Vì vậy những cái vòng trầm nó có cái giá trị là từ cái chỗ là nó cái phôi để làm nó rất là hiếm. Ngày hôm nay thì chia sẻ cho cả nhà một cái phôi. Phôi này là phôi tóc kiến, hàng tự nhiên cả nhà, hình thành trầm tự nhiên á. Ở đây thì có rượu trầm nhưng mà Nhân không bán cả nha. Đây là một cái sản phẩm mà Nhân không muốn bán ra thị trường, bởi vì là khi mà
uống rượu vào thì chắc chắn là sẽ say xỉn rồi, cho nên cái này Nhân không bán nha. Những cái miếng trầm ở trong đây là những cái loại trầm rất đặc biệt, Nhân mới có ngâm rượu như thế này. Nếu mà anh chị nào mà đến tham quan cửa hàng á, thì có thể cho nếm thử. Ở bên đây thì còn một cái sản phẩm nữa Nhân chưa giới thiệu là trầm miếng nè. Những cái trầm miếng nhỏ nhỏ như thế này á, một á, là để làm nhang cao cấp, hai á, là để xông hoặc là đốt. Nhân để vào trong những cái lọ thủy tinh như thế này á, để giữ cho nó có mùi. Khi mà chúng ta mua những cái miếng trầm này á, thì phải mua thêm những cái lọ xông bằng điện, hoặc là cả nhà cũng có thể mua những cái bột trầm như thế này nè, chúng ta xông bằng cái lò điện nè, rất là thơm. Nhân rất là thích xông điện bởi vì là nó sẽ lưu hương lâu hơn khi mà chúng ta đốt đó nha. Khi mà chúng ta đốt thì cái hương nó tỏa ra thì nó hết mùi, nhưng mà khi mà chúng ta xông bằng điện thì cái mùi hương nó sẽ lưu ở trong cái không gian sống của chúng ta lâu hơn. Cho cả nhà xem cái dầu mà nó tiết dầu ra cả nhà. Nhân để ở trong cái môi trường mà có ánh đèn á, nó bắt đầu nó tiết những cái dầu trầm ra nè. Đây là những cái dầu trầm tự nhiên. Mùi rất là ngọt. Còn một điều đặc biệt nữa ở trong cửa hàng của Nhân mà bất kỳ cửa hàng nào dường như là có thể là sẽ không có cả nhà. Tất cả những cái sản phẩm của Nhân ở đây, số đuôi đều là số 79, tượng trưng cho Khánh Hòa. Cũng như là con số 79 theo quan niệm của dân gian á, nó là thần tài. Vì vậy mà những khách hàng mà mua sản phẩm của Nhân thì Nhân mong muốn rằng là ai cũng đều được may mắn trong cuộc sống hết. Vì vậy mà tất cả những sản phẩm đều có số 79 ở đằng sau hết cả nhà. Đây là một số những cái miếng trầm mà Nhân để ở đây. Thì khi nào mà có khách tới thì mình sẽ xỉa ra, sau đó mình sẽ xông bằng cái lò điện này nè. Thì vừa xông trầm mà vừa được thưởng thức trà. Cả nhà xem nè nha. Nhân xỉa cái lớp dầu. Cái miếng này dầu rất là dày luôn, cho cả nhà xem. Nhân sẽ xỉa ra một cái miếng nhỏ. Cả nhà thấy không? Ăn trầm rất là nhiều luôn. Và mùi thì rất là ngọt. Vì vậy là Nhân để dành để mà khi mà khách đến đó, là Nhân sẽ xỉa ra để vào đây cho thơm. Ngoài ra thì sẽ được uống trà nữa. Thay vì cả nhà đi uống cà phê thì có thể đến cửa hàng của Nhân để uống trà, sau đó là thưởng thức trầm hương. Mời cả nhà uống trà. Thì cả nhà cũng biết rồi, thời gian vừa qua thì Nhân tập trung cho cái cửa hàng của mình làm ngày làm đêm cả nhà. Bởi vì là Nhân rất là tâm huyết trong suốt cái thời gian vừa qua. Thì gần 3 năm qua Nhân đi khắp nơi, Nhân tìm hiểu những cái sản phẩm về trầm hương. Thứ nhất là mình là một cái người cũng mê trầm. Nhân cũng đeo trầm nè, rồi Nhân cũng thưởng thức trầm. Và khi mà thời điểm chín mùi như thế này rồi á, thì Nhân mới mở ra một cái không gian để mà các cô chú và những anh chị á, cùng đam mê trầm hương á, thì sẽ đến đây để giao lưu, rồi để học hỏi, để trò chuyện. Còn Nhân cũng mong muốn rằng là quý vị khán giả sau khi mà xem cái video này á, thì sẽ ủng hộ nhiều hơn những cái sản phẩm của Nhân. Thật ra thì có rất là nhiều những cửa hàng ở khắp nơi, họ cũng bán những cái sản phẩm rất là uy tín và chất lượng.
Nhưng mà Nhân mong muốn là Nhân sẽ bán được nhang để mà góp một phần nào đó, gây một cái quỹ, sau này mình sẽ có cơ hội đi giúp được nhiều hoàn cảnh hơn. Bởi vì là trong suốt nhiều năm làm YouTube của mình á, thì có lúc mình cũng phải bỏ tiền túi, rồi đa số thì mình sử dụng tiền của Mạnh Thường Quân á, mấy cô chú Mạnh Thường Quân gửi cho mình để mình đi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn á. Và Nhân cũng mong muốn rằng là mình sẽ sử dụng những cái khoản tiền mà mình kinh doanh được ra, rồi mình cũng trải lòng mình đi thiện nguyện. Thì cả nhà cũng thấy thì có những lúc thì Nhân làm thiện nguyện á, mình cũng tự lấy tiền túi ra nhưng mà không nhiều. Nhân muốn rằng là một ngày nào đó, một khoảng thời gian nào đó, mình có thể giúp đỡ nhiều hơn cho một số hoàn cảnh đặc biệt. Và Nhân nghĩ rằng là đây là cái thời điểm mà Nhân sẽ phải làm. Bởi vì là khi mà chúng ta suy nghĩ ra một cái việc gì đó rồi thì chúng ta phải bắt tay. Và Nhân dành hết những cái tâm huyết của mình để set up cái không gian ở đây. Tuy rằng là nó rất là nhỏ nhưng mà nó ấm cúng. Sắp tới thì Nhân hy vọng rằng là sẽ có nhiều quý vị khán giả, mấy cô chú ở Nha Trang đến đây tham quan cũng như là ủng hộ những cái sản phẩm ở đây. Đây là lọ tinh dầu trầm hương cả nhà. Và nếu mà cả nhà có xem một cái video mà Nhân chia sẻ về một hòn đảo ở tại đất nước Indonesia, thì cả nhà sẽ nhớ rằng là Nhân có mang theo cái lọ tinh dầu trầm hương này với một cái mục đích rằng là khử mùi. Bởi vì trên cái hòn đảo đó là rất ít người dám đặt chân lên đó vì cái mùi đặc trưng của nó. Hòn đảo đó là một cái hòn đảo mà để dành cho người dân ở đảo, người ta mai táng. Mà mai táng một cách rất là kỳ lạ rằng là người ta không có chôn, người ta để phơi như vậy cả nhà. Cho nên là khi mà đặt chân lên đảo là nó có một cái mùi rất là không dễ chịu một xíu nào. Và những người bạn đồng hành của Nhân thì khi mà đặt chân lên đảo và nôn mấy lần, vì vậy Nhân bằng một cách là Nhân sử dụng cái lọ tinh dầu này là Nhân khử mùi. Và trong thời gian sắp tới thì Nhân sẽ nghiên cứu nước hoa trầm hương, sẽ chia sẻ đến quý vị khán giả. Bởi vì là Nhân rất là thích cái mùi hương trầm, cho nên là Nhân sẽ nghiên cứu nước hoa trầm hương để cho ra thị trường. Và hy vọng rằng trong tương lai sẽ sớm nhất cho ra cái loại sản phẩm là nước hoa trầm hương nha cả nhà. Và cửa hàng của Nhân thì có địa chỉ là 44A đường Phan Đình Phùng, phường Sương Huân của thành phố Nha Trang. Và bên cạnh Nhân đây là hai cô nhân viên xinh đẹp của cửa hàng của Nhân nhé. Và nếu như mà quý vị khán giả mà có đặt chân đến cửa hàng của Nhân á, thì nếu mà không có mặt Nhân thì hai em nhân viên sẽ tư vấn, mời cả nhà uống trà và thưởng thức trầm miễn phí ở tại cửa hàng của Nhân. Và khi mà cả nhà lên Google Maps á, cả nhà chỉ cần gõ là trầm hương Nhân Gà Vlog sẽ có địa chỉ cụ thể hướng dẫn đến đây luôn. Và video này Nhân xin phép là kết thúc. Nếu mà cả nhà xem thì đừng quên là ủng hộ Nhân nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.